Video này sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo rất là hữu ích trong cuộc sống. Khi các bạn xài cái bóng đèn này nè, khoảng một thời gian chỉ có 1-2 tháng thôi mà nó bị hư rất là uổng mà rất là đắt tiền. Thì cái cách sửa rất đơn giản thôi, mà ai cũng có thể sửa được hết. Các bạn chỉ dùng một cái hộp quẹt ra thôi là có thể sửa được. Rồi sau khi mà mình bung cái đèn ra, rồi mình cắm điện vào thì cái bóng đèn nó không sáng. Thì các bạn nhìn xung quanh, nó có một trên cái vỉ mạch LED đó, nó có gắn những con chip LED đó. Thì các bạn thấy có những cái con chip LED màu đen đó, đó nó đã cháy rồi đó. Còn những con chip LED xung quanh đó, nó là sạch sẽ. Còn nếu các bạn mà nhìn thấy toàn là màu đen không á, thì các bạn nên bỏ cái bóng đèn đi. Chỉ có một vài chấm đen thì mình có thể sửa được thôi. Và tôi hướng dẫn cho các bạn sửa ngay đây thôi. Rất là dễ và đơn giản. Thì các bạn phải chuẩn bị cho tôi cái nhíp. Nhớ các bạn nhớ sửa cái này, các bạn nhớ ngồi ở trên ghế gỗ nha, hoặc là ghế nhựa, hoặc là các bạn đi ủng, các bạn đi mang giày á. Rồi cái nhíp này nè, các bạn quấn băng keo lại, để khi các bạn chạm vào điện á thì nó sẽ không giật mình. Cái phương pháp này là mình chỉ cẩn thận thôi, chứ cái nhíp mà nó có cái cán bằng nhựa thì không sao. Ở đây tôi có một cái nhíp mà nó bằng sắt, nên tôi sợ nó chạm vào nó sẽ giật mình. Rồi các bạn sẽ kẹp hai đầu của con led nha các bạn. Kẹp hai đầu con led. Các bạn phải cắm điện 220 vào nha. Rồi kẹp hai đơn, bật công tắc đã. Rồi các bạn kẹp con led. Thì con led đó, nó nằm âm ở dưới, các bạn kẹp chiều ngang, chiều qua bên hông, miễn sao con led nó coi xem cái bóng đèn nó có sáng hay không. Tại vì qua quan sát cái bóng đèn này nè, nó chỉ chết một cái đường led thôi. Và các bạn nhìn nó sơ đồ mạch đó, thì các bạn thấy mạch điện nó bị đứt ngang rồi thì nó không sáng nữa. Các bạn nhìn thấy nè. Rồi bây giờ mình sẽ chích nó. Đó, nó sáng lên rồi đó, các bạn thấy không? Có nghĩa là cái đường mạch trên cái con led này nó gồm có hai con led. Và các bạn thấy là khi mà kẹp con led này ra thì tất cả các bóng đèn nó sáng. Tại con led này với con led kế bên nó đấu song song với nhau. Rồi, lý do là bóng đèn này bị chết con led này do nó nóng quá, nó quá tải, hoặc là do vấn đề về cái kỹ thuật của con led, nó sản xuất chất lượng của con led. Thì bây giờ sẽ hướng dẫn cho các bạn cứu sống cái bóng đèn này ngay đây, lập tức thôi, chỉ bằng một cái hộp quẹt ga. Rồi các bạn phải chuẩn bị cho tôi một cái hộp quẹt ga mà ra khò như thế này cũng được nè, hoặc là như thế nào cũng được hết á, các bạn miễn sao có lửa được rồi. Rồi sau đó chúng ta chuẩn bị một cái nhíp nha. Cái nhíp này các bạn gấp thử cái con led á, sao cho nó đừng có vuột tới vuột lui á, để khi mà chúng ta làm nó phải chuẩn. Đó, hai món, cái nhíp và hộp quẹt ga. Rồi ok, chúng ta sẽ tháo cái miếng vỉ mạch ra. Tôi hướng dẫn cái video này cho các bạn rất là tường tận luôn, từ chi tiết luôn, các bạn phải xem. Nếu các bạn xem mà bỏ qua công đoạn thì nếu các bạn không đốt cháy giai đoạn thì các bạn có thể không làm được. Rồi các bạn dễ vỉ mạch lên nha. Rồi các bạn nhìn xung quanh, ở bên lớp bên dưới nó có một miếng nhôm đó. Miếng nhôm, chúng ta đốt cái hộp quẹt từ dưới miếng nhôm để cho nó nóng, để nó chảy cái chì ở dưới cái con led ra. Đó, cái công đoạn này các bạn phải quơ tới quơ lui. Đó, quơ tới quơ lui để cho cái nhiệt độ nó tản bớt. Chứ nếu mà mình khò nó lâu quá, đó, miếng nhôm nó sẽ nóng quá thì những con led bên cạnh cũng sẽ chết đi. Rồi mình gấp con led ra nha. Gấp led ra. Công đoạn này là rất là quan trọng nha các bạn, cẩn thận. Cẩn thận là có nghĩa là các bạn phải rút điện ra hết nha, mà hả làm. Rồi tới đây này nha. Nếu các bạn có con led thì các bạn thay con led bằng cái hộp quẹt ga. Bà lấy con led của nơi cái bóng đèn khác ra thì nó cũng y như vậy. Và các bạn cạo cái này sạch, hoặc là các bạn nối ngay chỗ đó đó. Ngay chỗ này nè, các bạn nối lại cọng chì. Đó, các bạn chỉ gỡ một con led này thôi, các bạn như nãy đó, các bạn nối cọng chì qua thì nó sẽ sáng. Còn nếu không thì các bạn có một cái con led nào mà dư của cái bóng đèn khác bị hư á, thì các bạn có thể lấy cái con led từ bóng đèn này hư này ra thay cho nó được. Thì cái phương pháp lấy nó như thế này. Các bạn khử nó ra, cái con led ra, cái vỉ mạch của con led ra. Nếu vỉ mạch nhôm thì các bạn làm y như hồi nãy tôi làm một quẹt ga.
Rồi để mà biết được cái đầu mà cộng trừ của con led á, các bạn làm dấu. Làm dấu lấy cái viết bút lông á, các bạn làm dấu trên con led. Để khi nó chúng ta hàn mà nó bị rớt xuống rớt lên á thì người ta biết được cái dấu đó để người ta gắn trở lại. Nha. Bây giờ ví dụ như một người mà sửa mò đi, không biết gì trơn thì phải làm dấu. Nếu mình thay vào á mà nó không chạy thì mình quay đầu nó lại. Cái này là mình hướng dẫn cho người những người không biết gì làm chân nha các bạn, sửa mò đó, gọi là sửa mò đó. Còn kỹ thuật cao thì sau video mình sẽ phân tích thêm một tí xíu về các bạn mà đã có học kỹ thuật cả để cho các bạn hiểu thêm. Rồi mình hơ lửa nó, cũng y như cái phương pháp hồi nãy thôi. Rồi mình nhẹ nhàng lúc này nó chảy chì rồi mình nhẹ nhàng mình lấy cái con led ra, rồi led ra đó, cẩn thận lấy con led ra. Nếu nó khô thì mình hàn nó, mình cho nó miếng lửa nữa. Các bạn vừa thấy con led nó bị rung lên là các bạn rút nó ra. Cái này là tôi sẽ quay cho các bạn tường tận như thế này, chứ thật ra nó có cái đồ kẹp lại nó cố định thì các bạn sẽ dễ làm hơn. Là hướng dẫn cho các bạn để cho các bạn người nào sửa cũng được hết. Rồi gió nó thổi nó hơi bay, con led nó rất là nhẹ các bạn. Ở đây tôi cố tình làm cái con led màu vàng để cho các bạn thấy sự khác biệt của con led mình mới thay vào và con led ở trên quỹ mạch. Cái này là các bạn được 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 xem video mà hướng dẫn một cách sửa mò đó các bạn. Tại vì trong cuộc sống nhiều khi mình đâu thấy ai cũng có được may mắn mà đi học kỹ thuật điện đâu. Nhưng mà mình coi mình có thể làm được. Nhưng các bạn phải cách cách đất nha, mang giày vô để sửa, đừng chạm màu sắc. Thì có chuyện gì thì mình không sao, nhớ lắp cái cầu cầu dao mà chống giật ở trong nhà mình. À, mình em pha học cái nào cũng được ha. Rồi cái công đoạn này thì mình sẽ làm y như công đoạn đầu tiên, mình quẹt không quẹt lên, rồi học quẹt này tự nhiên hư rồi này, rồi xong luôn. Có hai cái học quẹt mà cũng cái hết ga, cái hết cái này hư quẹt à, mỏi quá được. Ok rồi, tận dụng luôn để không làm gián đoạn cái video. Rồi các bạn hơn nè, công đoạn này cũng rất là quan trọng nè. Trong cái lúc này á thì bạn hơn như vậy nè, thì con led có thể nhảy tới nhảy lui đó, thì các bạn cứ hơ đi rồi bắt đầu nó chì nó chảy ra, các bạn lấy cái tu bít nè, một cái nhíp á, các bạn chỉnh đốm nó lại tí, chỉnh đốm cho nó đứng lại tí đó, thì chì nó sẽ kết hợp của chì của con led và chì cũ của cái bo mạch á, nó sẽ dính lại con led đó. Cái này là nếu các bạn có led thì các bạn thay nha, còn nếu không thì các bạn nối một cái dây điện ngang đó là được rồi, nó cũng sáng nữa, nhưng món đèn mình nó sẽ giảm tuổi thọ lại. À, nó sáng lúc này nó sáng hơn ban đầu luôn. À, sửa xong rồi mình nói ủa sao phát hiện ra tự nhiên nó sáng quá, tại vì nó bớt đi dòng điện. Có nghĩa là cái dòng điện mình nó chẳng hạn như là đi qua cái dĩ mạch này là không 20 mA đi, nhưng mà bây giờ mình cho 96 con led hay là cho 30 con led, bây giờ tự nhiên mình tháo ra thì cái dòng điện nó lại cao hơn, thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới con led khác bên cạnh đó, thì cái tuổi thọ nó sẽ bị giảm do nó nóng quá. Thì sau video mình sẽ phân tích thêm về cái kỹ thuật mà của các em mà học nghề á, là có tay nghề rồi đó, để các em hiểu thêm. Còn cái này mình phân tích cho các bạn mà sửa mò đó. Rồi xong rồi các bạn vặn lại nha, coi như là mình đã thành công rồi đó, 100% rồi đó. Rồi mình đi cắm lên thôi, mình cắm lên thôi đó, các bạn thấy không, khác biệt của con led màu vàng với con led màu trắng. Wow, rất là sáng. Đây là cái phương pháp sửa mà dành cho các em kỹ thuật có tay nghề. Thì các bạn nhìn thấy ban đầu là cái mạch của nó nè, là chỉ chết có một con led đó, đó con led này thôi. Thì chúng ta lấy đồng hồ đo ra, chúng ta đo cái mạch led này, thì cho các bạn biết luôn cái mạch led này nó nối tiếp với nhau và mỗi cái đoạn nối tiếp đó là hai con song song. Các bạn xem sơ đồ nha. À, xem sơ đồ ở ở đầu video đó, ở giữa video đó mình có sơ đồ led cho này, các bạn sử dụng luôn đó. Rồi các bạn dùng cái que đo, mà cái que đo này các bạn cấp nguồn cho nó là 6V, con led này là 6V nha các bạn. Tùy thuộc vào cái độ chất lượng của con led mà
cái nguồn nó xài. Cái này là 6V, có con led xài 9V và có con led xài chỉ có 3V thôi. Đó, các bạn đo từng cặp. Đây là các bạn biết tay nghề các bạn đo. Còn các bạn mà dùng cái đồng hồ mà đo ôm á, đồng hồ VMM, đồng hồ vạn năng á, đo nó không lên sáng nha các bạn. Các bạn phải dùng máy cấp nguồn thì lúc đó nó mới được. Thì các bạn học nghề thì các bạn sẽ có cái máy cấp nguồn. Còn những bạn mà tay ngang ở trong vườn, thợ nhà vườn đồ này kia, những người em yêu khoa học thì chỉ dùng hộp quẹt như tôi là được rồi. Thì sau khi khám gì hết thì các bạn thấy không? Cái con led này là cái con led 6V. Rồi, như vậy thì các bạn thay thì các bạn dùng mỏ khò, cái máy khò đó, các bạn khò nó. Đó, thì nó sẽ chuẩn hơn, rồi nó Video sẽ này đẹp hơn tôi và làm thẩm với mỹ hơn, sự tâm huyết của và tôi, nó muốn truyền nói đạt chung được, là nó tất cả có các tính bạn chất chuyên mà nghiệp hơn, yêu về điện tử. Rồi, ok, chúc bạn thành công, yêu khoa học, giúp cho các bạn có được những cái mẹo hữu ích trong cuộc sống và sửa chữa những đồ vật trong nhà, trong văn phòng của chúng ta. Thì các bạn xem video mà thấy hay, các bạn cho mình một like, và nếu các bạn thấy khoái quá thì các bạn nên đăng ký kênh để được hưởng video mà sớm nhất để khi tôi công chiếu. Và nếu các bạn mà yêu nghề để học thiết kế về LED, trang trí về LED, rồi để phát triển trong ngành nghề của mình, để cùng nhau kiếm tiền, làm giàu cho cuộc sống, thì các bạn nên để lại số điện thoại, có thể liên lạc với tôi qua Zalo. Chúc các bạn thành công trong mùa dịch. Các bạn ra đường nhớ giữ biện pháp 5K nha.